Truyện tranh Tràng Quỳnh tập 142 Mùa bóng râm. Nắng ơi là nắng, xứ gì mà chẳng có lấy một bóng mát. Ông rên rỉ chỉ mỏi miệng thêm, ráng chút nữa xem. Có bóng mát rồi kìa, tàn cây đó lớn ghê. Mát ơi là mát, cảm ơn ai đó đã trồng cây này. Bà canh chừng đồ đạc, tôi ngủ một chút. Chồng hư, đáng lý phải nhường cho vợ ngủ trước chứ. Vợ ngủ trước, chồng là vợ hư. Ông ngủ, tôi ăn hết cơm, huề. Mắm tôm để lâu ngày, thơm đáo để. Axi, chúng mày tìm xem mua gì ở đâu mà kinh thế. Axi, ông ơi, mùi mắm tôm. Bà già ngồi nghỉ mát ở ngoài cổng đó. Ai cho phép chúng nó ngồi ở đó? Đi, đi mau đi, cây này của tao, tao không cho ai ngồi nghỉ mát cả. Chúng tôi nghỉ mát một chút, có hại gì ông đâu ạ? Mòn đất, tất đất tất vàng, không để mòn đất. Ông ơi thức dậy, người ta không cho nghỉ mát nữa kìa. Bóng rầm mà cũng kêu à? Cho chúng mày khỏi ngồi. Cây có ông thần, ngồi đây sẽ bị vật chết. Ông làm gì vậy? Tôi ngồi thiền, tôi tu tiên, yêu cầu cả nhà giữ yên lặng. Axi, thằng khỉ, tao sắp gặp tiền, mày làm tiền giặt mình bay mất rồi. Ha ha, he he. Đứa nào? Bọn thợ cày ở ngoài cổng, không phải mẹ con tôi. Tao đã cắm bảng cấm rồi, mà còn dám ngồi à? Chúng mày có thấy tấm bảng không? Đây ạ. À. Trời, dám lấy tấm bảng cấm của ta lốt mông. Chúng mày không sợ thần Phật à? Chúng con xin phép thần, thần đồng ý rồi ạ. À. Thần cho phép nhưng tao không cho. Đi. Bóng rầm mà cũng kêu. Kêu mới vào. Hừ, vừa đuổi chúng đi thì lại tới ông này. Nắng quá, ngồi nhờ chút mà. Đi đi, đứng dậy đi giùm đi. Tôi không muốn ai ngồi trước cổng nhà tôi cả. Ông đừng ý vào mà làm tàn. Ông vào thử xem có làm tàn không. Vào mà không làm tàn là tổn thọ đấy. Ông tưởng tôi nghèo hả? Ông không giàu hơn tôi đâu. Hê, giàu mà áo có cửa sổ. Tôi đi đường sợ bị cướp nên cải trang như vậy. Béo thế này mà nghèo à? Tôi là bá hộ thiền ở làng Bồ Đề đây. Sao, đi đi. Tôi sẽ nhớ cú đạp của ông suốt đời. Ông sẽ phải trả giá cho cú đạp đó. Giá bao nhiêu? He he. Hừ, hãy đợi đấy. Ông ơi, có thật ông là bá hộ thiền không ạ? À? Hỏi chi vậy? Trẻ con mà tò mò. Nếu đúng ông là bá hộ thiền thì con có cách giúp ông trả thù cú đạp đó. Tao là bá hộ thiền chính hiệu đây. Không thiền thì theo tao về nhà. Mày có cách gì giúp tao trả thù? Còn có cách nhưng ông phải tốn tiền. Tốn bao nhiêu cũng được, nhưng tao biết mày là ai đâu mà giao tiền. Tao không tiếc tiền, nhưng không giao tiền bừa bãi, trừ khi mày là Tràng Quỳnh. Con là Tràng Quỳnh, con của Tràng Quỳnh chính hiệu đây ạ. À. Tràng gì mà lùn tịt xíu quắc vậy? Tốt gỗ hơn tốt nước sơn, con mà đẹp dài thì con dễ ẹt hà. Để xác minh tao đố mày một câu. Đố mày, trên tao là ai, dưới tao là ai? Trên ông là ông trời, dưới ông là ông địa, đúng không ạ? À? Giỏi giỏi, mày đúng là Tràng Quỳnh rồi. Tiền nè, mày trả thù cho tao đi. Mát quá, mát quá, mát quá. Đứa nào hét kinh thế? Có thằng nhỏ ngồi hóng mát, nó hét đấy ạ. À. Nhỏ, đi chỗ khác. Cây của tao không phải đồ chùa, ai muốn xài thì xài. Còn hóng mát chứ có làm ông mắc đồng nào đâu mà ông la. Ông làm như cây của ông là vàng là bạc vậy. Chứ sao? Mỗi lá cây là một đồng, thân cây là cả chục đồng đấy con ạ. À. Vậy chắc bóng râm của cây cũng là tiền phải không ạ? À? Đúng, bóng râm của nó cũng có giá đấy. Vậy ông có bán bóng râm không? Con mua cho. Bán 100 đồng đó. Còn chỉ có 50 đồng, ông bán thì con mua.
Hả? Nói chơi mà nói làm thật. Tự dưng mình có 50 đồng, thằng nhỏ này ngốc thật. Đưa tiền đây, bóng rầm là của mày đó. Ông làm giấy mua bán bóng rầm cho con đi, mua bán phải có giấy tờ mới được. Ký thì ký, đợi tao vào lấy giấy. Từ bây giờ bóng rầm là của con muốn làm gì thì làm đấy nhé. Ừ, mày muốn ăn muốn gì cũng được. He he, ha ha. Đi, chúng mày đi chỗ khác mau, kéo ông chủ của tao ra là chết đấy. Ho ho ho. Càng nói chúng càng la to, tao mét ông chủ. Đứa nào la? Đứa nào cũng la ạ. Đi, chỗ này là đất của tao. Chúng con đâu có ở trong đất của ông, chúng con ở trong bóng rầm của thằng Quỳnh mà. Bóng rầm là của nó nhưng chúng mày không được la. Ông ơi, trong giao kèo bóng rầm của con muốn làm gì thì làm mà. Vào, hừ, hú, á. Phủ hộ bổn, giáo Quỳnh tại đôi với tôi không? Thì ra lão già bữa trước, tôi không ngán ông đâu. Con không cho ông bước vào bóng rầm của con. Hứ. Sợ hả phú hộ bổn? Phú hộ bổn sợ bá hộ thìn bà con ơi. Trời ơi, tức ơi là tức. Nhỏ, trả tiền lại nè, không bán nữa. Giao kèo đã ký, không thay đổi. Ồ ý e, bùm bùm chen chen. Gì nữa đây? Có đám mạ đâu mà các ngươi tới đây? Ông bá hộ thìn thuê chúng tôi đến chơi nhạc giải trí. Giải trí bằng kèn trống đám ma à? Kiểu mới thời thượng đấy. Đứa nào thò chân ra khỏi bóng rầm ta chặt. Thụt chân vào, chơi mạnh lên. Ồ ý e. Bùm bùm cách cách beng. Ông làm gì đi chứ, nhức đầu quá. Ráng chịu tới tối, không có bóng rầm chúng nó phải đi. Bùm, hết bóng rầm rồi, đi. Vẫn có bóng rầm mà, ông không thấy trăng tròn soi sáng thế kia sao? Ồ ý e, bùm. Nhức đầu quá. Sao bà đánh tôi? Tại ông tham tiền mà tôi nhức đầu quá. Bộp. Nhỏ ơi, tao năn nỉ, mày bán lại bóng rầm cho tao, tao mua 100 đồng. Không bán, tao cho mày 100 đồng, không bán bóng rầm. Sao ông cứ xía vào chuyện của tôi vậy? Để trả thù cố đạp nhớ đời. Vô, vô. Chịu sao cho nổi hở trời, ngày nào chúng nó cũng tụ tập dưới bóng rầm, ăn nhậu, la hét. Con ngủ không được, ốm nhách rồi nè. Đứt cái ruột. Mua vô, cá tươi thịt tươi đây. Trời, chúng hộp chợ quanh gốc cây luôn. Vừa ồn ào, vừa hồi thối, chết mất. Dọn nhà đi chỗ khác ở. Hi hi, cho chừa cái thói ích kỷ. Ông kiện vụ gì kỳ thế, làm sao tôi xử? Không biết, ông là lý trưởng, ông phải xử vụ này cho tôi. Ông xử không được, tôi kiện lên quan trên. Quỳnh ơi, ông tắm còi kiện như vậy xử thế nào đây? Để con. Mời ông tắm còi vào. Ông kiện vì sao bộ râu của ông bị còi phải không? Phải, bộ râu của lão Bính đen quá, râu của tôi thì lưa thưa mái cộng. Lão cứ ghẹo tắm còi có bộ râu còi, tôi tức lắm. Cái vụ này ông phải kiện song thân của ông, chứ sao lại kiện làng? Song thân của tôi mất cả rồi, tôi kiện làng vậy, xử cho tôi đi. Ổng bị thần kinh rồi. Tôi nghe mấy người nói xấu tôi à, tại tôi thính lắm đó. Vậy ông muốn làng xử thế nào? Làm sao cho ông mọc râu được? Làng nhổ râu lão Bính để nó lừa thừa giống tôi đi. Tôi biết lỗi này do ai làm ra, tôi sẽ chỉ cho ông người gây ra bộ râu còi của ông. Ông dám tới hỏi tội người đó không? Dám chứ. Ký vào cam kết đi. Nếu ông dám hỏi tội người gây ra bộ râu còi của ông, thì làng sẽ nhổ râu ông Bính. Ký nè, ông nghe cho kỹ đây. Từ thuở xưa, người ta thờ thần ông một đền và thần bà riêng một đền. Đàn ông cầu xin điều gì thì vào đền thờ thần ông.
đàn bà cầu xin thì vào đền thần bà. Các ông thường vào đền thần ông để cầu xin đẹp dai. Lại thần, râu của con không chịu mọc, xin thần cho con một bộ ba chồm. Râu đó, ha, đẹp dai rồi. Một hôm có một người khách phương xa đến cầu xin. Bởi không quen đường xá nên ông ta đi lộn vào đền thờ thần bà. Lại thần, cho con xin bộ râu ba chồm cho oi, con không có râu, vợ con không sợ con. Mang râu gắn cho hắn. Sao không gắn râu cho hắn đi? Thôi, lại gần đàn ông còn xấu hổ chết đi được. Hì, bởi đệ tử của thần bà toàn là con gái không hà. Người ta có lòng cầu xin, hãy ban cho người ta đi. Còn có cách gắn râu cho ổng rồi. Ông ngồi yên đó. Véo. Pập. Bởi đứng từ xa phóng râu tới, nên bộ râu của người ấy không được đều đặn, chỗ thì dày, chỗ thì lưa thưa mấy sợi. Do đó người ấy có bộ râu còi. Đó là sự tích bộ râu còi. Tổ tiên của ông chắc chắn là đã cầu xin không đúng chỗ, nên cả dòng họ có râu còi. Vậy người gây ra bộ râu còi cho ông là tổ tiên của ông. Ông hãy đi hỏi tội tổ tiên của ông, rồi làng sẽ xử. Sao mà tôi dám hỏi tội tổ tiên? Vậy thì làng không xử vụ án râu còi. Hi hi, làng không xử thì thôi, nhưng tôi cũng vui vì biết được gốc tích bộ râu còi của mình. Cảm ơn, tôi về. Có thật là gốc tích bộ râu còi như vậy không? Con không biết, con nghe người ta kể vậy chứ không biết thiệt hay không nữa. Con dùng nó để không cho ông tám còi kiện bậy thôi. Cha ơi, thầy bảo đóng tiền học ạ. Đứa nào không có tiền sẽ bị mời ra khỏi lớp đó. Được rồi, ngày mốt người ta đến mua cá, cha sẽ cho con tiền. Cha cho con tiền may cái quần mới đi, mặc quần này mát quá. Rồi, bán cá xong cha cho. Đợt này cá nhà mình lớn và nhiều quá, mừng ghê. Tức thật, sao cá trong ao nhà lão Cần to béo, đông đúc như thế mà cá nhà mình lại èo uột, lừa thừa như vậy. Chắc tại mình ở ác. Ở ác cho ác luôn. Ao cá nhà lão Cần ở đất cao hơn nhà mình sẽ lấy cá của lão. Tao khai đề rồi đấy, chúng mày qua nhà tao ở đi. Ơ, bị chuyển nhà rồi. Á, cá đâu hết rồi? Cá qua hết rồi, đắp đê lại như cũ. Tôi nghi lão Tịch tháo nước cho cá trôi hết qua ao của lão rồi. Ông Tịch, tại sao hôm qua không có cá trong ao nhà ông mà bữa nay lại đầy nhóc thế? Tối hôm qua chúng đẻ đấy. Cá mới đẻ sao lại to như cá mập vậy? Hỏi chúng đi, tôi không biết. Ông tháo nước để cho cá nhà tôi trôi sang ao nhà ông phải không? Tôi sẽ kiện ông vì tội vu oan người khác. Bằng chứng đâu? Không cần bằng chứng, tôi kiện. Quỳnh ơi, nhà tao có chuyện rồi, mày có cách gì giúp nhà tao với? Chạy theo chàng cha mày lại. Bác khoan hãy kiện, đợi sáng mai hãy kiện. Này mày có khác gì nhau đâu. Cha nghe lời nó đi, nó có cách mà. Tối nay mày theo tao. Nhà mày và nhà ông Tiệt đều nuôi cá rô, nhà ô Liên nuôi cá bóng, tao sẽ làm như vậy. Ủa, sao nó chạy về vậy? Quê, ông ơi, nó cũng là gái. Ha ha, tình báo sai, tìm một chàng chó. Nhà thần bò có chàng chó đẹp dai lắm, để tao đi mượn. Nó nè, dụ nàng kia đi dạo mát giùm tao. Xong, chàng và nàng đi dạo mát rồi, mình ra tay. Đào khẽ thôi. Tao phá đề, mày chặn ở đây. Con cá nào trồi xuống mày bắt lên cắt đuôi nó, rồi thả trồi tiếp. Con nào nhỏ xíu thì thôi. Xuống đi, dưới đó vui lắm. Mày lên đây. Hi hi, người ta làm thợ cắt tóc, còn mình làm thợ cắt đuôi. Cắt phụ tao đi, mỏi tay quá. Mày bắt tao cắt. Phóc. Hết cá rồi. Mày chạy về phá đề ngăn giữa ao nhà mày và ao nhà ông Tiệt, rồi để nguyên đó làm bằng chứng. Sáng mai nói cha mày đi kiện, nhớ kỹ những gì tao dặn đấy. Ông Lý ơi, ông Tiệt phá đề để cá trong ao nhà tôi trôi sang ao nhà ổng hết trơn. Gọi ông Tiệt.
Ổng tới kìa, chưa gọi mà đã tới, hay thiệt. Tôi kiện, ổ liền phá đê nhà tôi, để cá trong ao nhà, trôi hết vào ao nhà ổ ấy. Vậy là cá của ông Cần trôi qua nhà ông Tịch, rồi cá của hai ông trôi vào nhà ổ liền. Gọi ổ liền. Măng răng mà tôi đào mương được hỉ, tôi già yếu mà chỉ có một tay, măng răng mà đào. Đứa mồ phá hai ông trời đó, tôi không có đào. Vậy ò có đồng ý trả cá lại cho họ không? Cá của họ thì họ cứ bắt về, tôi lấy làm chi hỉ? Hai ông cứ vớt cá lên, con nào cá bóng trả cho tôi, con nào là cá rô thì hai ông tự xử hỉ? Nhưng như thế thì biết con nào là của ông Cần, con nào là của ông Tiệt? Cá của tôi có đánh dấu, tôi cắt đuôi chúng rồi. Rồi, con nào bị cắt đuôi là của ông Cần, con nào còn nguyên đuôi là của ông Tiệt? Xuống vớt cá đi. Con này bị cắt đuôi của ông Cần, con này đuôi cũng bị cắt của ông Cần. Sao nãy giờ không thấy con nào của Tuyết cả vậy? Con này còn nguyên đuôi của ông Tiệt. Cá của Tiệt sao tiết tị ti vậy? Cá của Tiệt bị Tiệt không lớn được chứ sao? Hít, cả ao cá nhà tôi chỉ có mấy con cá Tiệt này sao? Xử xong, cá ao nào về ao nấy. Chúng mày chơi đánh khăn không? Chơi xong tao bao ăn chè. Tụi tao bằng học bài, mày cũng nên về học bài đi. Xì, học chi cho mệt. Cha tao có học chữ nào đâu mà ai cũng sợ, chỉ cần giàu là được. Sao mày biết người ta sợ cha mày? Cha tao bảo làm gì người ta đều làm theo. Thế thì không cần phải giàu mới sai khiến được người khác. Tao nghèo nhưng tao bảo gì người khác cũng làm theo. Xạo, mày sai thì chỉ có ruồi mũi dán chuột nghe. Cá gì không nào? Cá, mày làm được như mày nói thì tao bao cả đám ăn chè. Ăn chè ngán lắm, ăn cháo lòng đi. Rồi ăn cháo lòng, còn mày thua thì sao? Tao bao mày ăn chó ngáo. Chó ngáo là món gì? Tao chưa hề nghe. Lát ăn rồi sẽ biết, ngon lắm. Mày xem nè, tao sẽ bảo những người kia ngửa mặt lên trời cho mày xem. Mày nhìn gì vậy nhỏ? Nó nhìn gì mà hỏi không nói? Có gì đâu. Nhỏ, mày nhìn gì vậy? Còn có nhìn gì đâu. Không nhìn sao ngửa mặt lên trời? Con bị chảy máu mũi phải ngửa mặt lên trời để máu khỏi chảy. Thằng khỉ. Thấy chưa, tao không cần dùng lời nói, chỉ cần dùng cử chỉ là người ta làm theo ngay. Thử làm lần nữa tao mới tin. Này nhá, tao sẽ bảo những người kia cúi đầu xuống mà đi. Mày tìm gì vậy nhỏ? Xuyệt, đừng nói lớn, còn đánh rơi một chiếc nhẫn vàng. Nhẫn vàng? Tìm được rồi. Đâu? Còn đâu dài mà cho các ông xem. Thằng khỉ. Thua chưa? Chưa, mày giỏi thì bảo hai bà kia đánh nhau cho tao xem. Mày chuẩn bị tiền bao tụi tao ăn cháo lòng đi. Cô ơi, cho con xin vài hào. Xin bà kia kìa, tao không có. Thiếm ơi, cô kia bảo thiếm cho con tiền. Nó có quyền gì mà bảo tao? Cô ấy nói thiếm là đầy tớ của cô ấy. Láo. Thiệt mà, cô ấy còn nói thiếm điên, nói chuyện với thiếm phải đứng xa ra kẻ bị cắn. Này cô kia, sao cô láo thế? Chắc. Ơ, sao tự dưng chị đánh tôi? Dám bảo tao là đầy tớ, tao bị điên. Đấy, hai bà đánh nhau rồi đấy, tao bảo là phải nghe mà. Ừ, tao thua, đi ăn cháo lòng. Đưa tiền tao giữ. Này chắc ăn quá nhỉ, tiền nè. Lúc nãy mày nói món chó ngáo là món gì vậy? Là cháo ngó đó, ngó người ta ăn cháo. Quỷ, tao tưởng mới lạ. Ngon quá, mày có tin rằng tao bảo mày chạy không? Còn lâu tao mới nghe lời mày. Chuẩn bị cặp giò để chạy đi. Con trả tiền cháu đây, con biết vì sao cháu của bà ngon nhất chợ rồi. Tao nấu cháu 50 năm rồi mà. Không phải con biết bà bỏ thêm thịt chuột vào cho béo. Ai nói với mày thế?
thằng mặc áo đỏ kia kìa, nó nói thấy bà nấu cháo như thế. Thằng kia, sao mày dám nói thế? Mày chết với tao. Chạy lẹ đi. Ha ha, tao bảo mày chạy thì mày phải chạy thôi.